Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Arnold & Son. Và chiếc đồng hồ này thì có gì đặc biệt? Các bạn hãy cùng tôi khám phá ngay sau đây các bạn nhé. Đây chính là một trong những chiếc đồng hồ thuộc phiên bản Limited 28 chiếc trên toàn thế giới, được lấy cảm hứng từ những con tàu biển của công ty Đông Ấn, sử dụng trong công cuộc phát triển thương mại hàng hải giữa ba quốc gia Anh, Ấn Độ và Trung Quốc cách đây khoảng 300 năm. Những cái con tàu là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển của công ty Đông Ấn nói riêng, của nền thương mại và mối quan hệ bền chặt giữa ba nước Anh, Ấn Độ và Trung Quốc nói chung. Chiếc đồng hồ đang trên tay tôi đây là một chiếc đồng hồ đó, thì các bạn đã thấy rất là hấp dẫn quyến rũ đúng không ạ? Chiếc đồng hồ này thì có lớp vỏ được làm từ vàng đỏ 18K, đường kính mặt là 44mm, khá là lớn. Dáng tay càng là dáng tay càng ôm vát như các bạn đang nhìn thấy đây, khá là ôm tay. Mặc dù là đường kính là 44mm nhưng với dáng tay càng ôm vát như này thì những người có cổ tay nhỏ khoảng tầm 17.5 đổ về, kể cả 16.5 đeo đều có thể được. Đó, nếu như cổ tay bạn là cổ tay dạng dẹt thì cũng sẽ đeo rất là hợp và vừa. Đó, chiếc đồng hồ này thì đặc điểm đặc trưng nhất của nó chính là mặt số, thì tôi sẽ để dành để đến gần cuối video tôi sẽ giới thiệu về nó. Toàn bộ chiếc đồng hồ thì được đánh bóng gương, được đánh bóng rất là tỉ mỉ, trau chuốt. Đây như các bạn đang thấy, núm ở góc 3 giờ có logo in hình logo của Arnold & Son. Đó, mặt sau của đồng hồ thì đây là một lúc kính sapphire rất là đẹp, cho phép chúng ta nhìn được thấy cỗ máy ở bên trong. Các dòng chữ Arnold & Son, số limited 28 chiếc, Swiss made, cũng như là mã thép của đồng hồ, ngoài ra là các cái triện tuổi vàng, chống nước, vân vân và vân vân. Đó, như các bạn thấy đây thì là dây da chính hãng của Arnold & Son. Đó, như các bạn thấy đây, mặt trước và sau. Dây của chiếc đồng hồ này thì được làm từ da cá sấu, rất là đẹp, màu nâu đen. Và đây, tiếp đến thì chúng ta đến khóa chiếc đồng hồ này. Khóa chiếc đồng hồ này thì là khóa dạng khóa đơn, khóa cài truyền thống. Đó, cũng là bằng vàng đương nhiên rồi, với đủ đầy đủ các triện 750, triện vàng, triện đầu chó. Đó, đó là tất cả những gì về ngoại hình của chiếc đồng hồ này. Tiếp đến thì chúng ta hãy tìm hiểu về bộ máy trước khi tìm hiểu về cái phần mặt số chiếc đồng hồ này nhé. Thì chiếc đồng hồ này sở hữu một cái bộ máy là Arnold & Son 6103, được sản xuất in-house bởi Arnold & Son. Và cái cỗ máy của Arnold & Son này này, thực tế ra nó rất có cái mối quan hệ mật thiết với một cái thương hiệu làm máy chuyên cho Citizen. Đó chính là thương hiệu làm máy rất là nổi tiếng La Choc Perret. Đó, thì cái cỗ máy 6103 này được chứng nhận chronometer bởi COSC Thụy Sĩ. Cỗ máy Arnold & Son 6103 hoạt động theo cơ cấu chuyển động Qubit. Và Qubit nó là gì? Thì một lát nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn. Đó chính là cơ chế kim dây của chiếc đồng hồ này. Mục đích của nó là đảm bảo cho sự chính xác vượt trội của đồng hồ. Đây, mã của máy, đây là số mã số máy, tức là máy 6103 của Arnold & Son. Chiếc đồng hồ này thì có 30 chân kính và được căn chỉnh ở 5 vị trí. Các bạn có thể nhìn thấy bộ máy được làm rất là tỉ mỉ đúng không ạ? Những cái vân sóng tròn ở trên này là Perlat, còn những cái vân đánh xước này ở đây là Côte de Genève. Nói chung là về cỗ máy của chiếc đồng hồ này thì không có gì là quá đặc biệt. Tuy nhiên cái phần mặt số chiếc đồng hồ này mới là cái điều mà tôi muốn nói đến nhiều nhất, muốn chú tâm nhiều nhất trong video clip này. Như tôi đã nói ở ngay từ đầu thì điểm đặc biệt đó chính là cái bức tiểu họa ở trên mặt số đồng hồ. Thì đây chính là một bức tranh của họa sĩ Edward Duncan vẽ lại dựa trên cái nguyên mẫu của William Huggin mang tên là những con tàu danh giá của công ty Đông Ấn, mà hiện nay đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia của Anh tại London. Toàn bộ những bức hình đã tái hiện hình ảnh con tàu đang dương buồm lên giữa khơi xa, được thu nhỏ chỉ còn vẽ trong một cái diện tích khoảng 40mm. Đó, được vẽ tỉ mỉ trên nền mặt số khảm chai màu xanh ngọc, rất là chi tiết và tỉ mỉ. Như các bạn đang thấy, có thể nhìn thấy cái độ sắc nét rất là
tức là rất là chi tiết và tỉ mỉ ở từng cái con thuyền cũng như là những cái đường vân sóng. Tất cả những cái mảng màu này thì đều được sắp đặt theo bố cục rất là tinh tế với một cái chiều sâu trên mặt số đồng hồ. Bầu trời và mặt biển có cái cùng một sắc xanh, nhưng bầu trời này thì sắc xanh nó nhạt hơn là sóng biển. Nhờ vào hiệu ứng màu sắc này mà cái vỏ chai đã càng tôn lên cái vẻ đẹp của bức tranh. Và đương nhiên rồi, thì để hoàn thành một cái tác phẩm như này thì đòi hỏi một sự kỳ công rất là lớn từ thương hiệu Arnold & Song cũng như là nghệ nhân vẽ ra bức tranh này đó. Mặt số đồng hồ để hiển thị giờ thì là một số mặt số đồng hồ nhỏ góc 9 giờ đây đấy, với cọc số La Mã trên nền trắng, cọc số La Mã màu đen, các cái kim thì là dáng kim hình mũi giáo. Cái thiết kế này thì dành cho những cái chiếc đồng hồ cổ điển từ ngày xưa, và cái kim dây của chiếc đồng hồ này thì làm được đúng theo hình của mũi tên đó, như các bạn có thấy. Và có một số bạn có hỏi tôi rằng tại sao đây là một chiếc đồng hồ cơ, nhưng từng cái bước chuyển động, từng cái kim dây, tại sao kim dây của chiếc đồng hồ này lại giật như là kim của đồng hồ pin, thì tôi xin trả lời với các bạn rằng đây chính là cái chức năng chu bít của đồng hồ. Thì cái chu bít này thì khiến cái kim dây hoạt động theo cơ chế bước nhảy, tức là kim dây sẽ di chuyển từng bước thay vì trôi liền mạch như những cái chiếc đồng hồ cơ học khác. Di chuyển bước nhảy của kim dây thường xuất hiện ở trên đồng hồ chạy pin, nhưng mà Arnold & Song đã tận dụng để phát triển cơ chế chu bít này, đảm bảo cho tính chính xác của chiếc đồng hồ. Đấy, như bạn đang thấy, từng bước một. Về tổng thể các bạn có thể thấy rất là hấp dẫn và quyến rũ đúng không ạ? Có lẽ là cái điểm hấp dẫn nhất đó chính là cái bức tranh. Mà theo quan niệm của người Á Đông chúng ta ấy, thì những bức tranh như này có con thuyền cong buồm ra khơi, nó là biểu tượng cho bốn chữ, đó là thuận buồm xuôi gió, làm các cái công việc đều thuận lợi. Đó, con thuyền ra khơi như các bạn đang biết là sẽ gặp những cái sóng gió, những cái khó khăn, nhưng khi cái hình ảnh con thuyền ra khơi mà có gió này, có nắng này, đó chính là cái hình ảnh rất là may mắn đối với những người thủy thủ. Chắc hẳn thì Arnold & Song cũng đã gửi cái thông điệp đó lên trên bức họa này. Đấy, những cái người chủ sở hữu thì luôn luôn gặp may mắn. Đấy, sau đây thì tôi sẽ lên tay thử để các bạn có thể gớm được nhé. Đây, như các bạn đang thấy, được chưa? Cổ tay tôi có chu vi là khoảng 16,7 cm, dạng cổ tay dạng tròn, như các bạn đang thấy. Đấy, như tôi nói ngay từ lúc đầu, nó khá là ôm, vừa với cả tay tôi. Đấy, kích cỡ 44mm thì không có quá đáng ngại, tôi thấy khá là vừa vặn. Đó, đây, thiết kế ôm tay đảm bảo với các bạn là mình đeo chiếc đồng hồ này ở trong một đám đông thì rất nhiều người sẽ chú ý, đặc biệt là vì cái bức tranh. Và đây thì cũng là cuối của video này rồi, thì đây là tất cả những thông tin và sơ bộ của tôi muốn nói qua về chiếc Arnold & Song Limited 28 chiếc trên toàn thế giới này. Nếu các bạn có quan tâm thì mời các bạn đến Gia Bảo Luxury 59-5 Đế để cùng chiêm ngưỡng và lên tay chiếc đồng hồ này các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.